du học và du lịch nước ngoài nổi lên trong khoảng thời gian gần đây, Úc luôn là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của du học sinh trên toàn thế giới bởi cái phong cảnh xinh đẹp, yên bình, chi phí sinh hoạt tương đối phù hợp, chất lượng các trường đại học luôn được đảm bảo. Cũng vì thế mà chính sách visa của Úc luôn thay đổi để phù hợp với cái sự thay đổi của sự phát triển trên thế giới. Điển hình là mới đây, trong năm 2017 này, trên trang thông tin của Bộ Di trú Úc đã có một thông báo cách nộp hồ sơ một số loại visa chính thức thay đổi. Vậy, nó có những cái thay đổi gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay các bạn nhé! Kể từ ngày 20 tháng 2 năm 2017, trên trang thông tin của Bộ Di trú đã thông báo về thay đổi cách nộp hồ sơ một số loại visa. Cụ thể là Bộ sẽ ngưng nhận hồ sơ trực tiếp ở Úc đối với các loại visa như sau: visa du lịch Surplus 600, visa người thân duy nhất ở Úc Remaining Relay visa Surplus 835, visa người chăm sóc Care visa Surplus 836, visa người cao niên phụ thuộc A Dependent Relay visa Surplus 838, visa đặc biệt dành cho gia đình công dân Tân Tây Lan, New Zealand Family Relationship visa Surplus 461. Các loại visa này vẫn tồn tại và không có gì thay đổi trong thủ tục, chỉ thay đổi ở cách thức nhận hồ sơ. Người nộp hồ sơ thuộc các diện visa này đang ở Úc không thể tìm đến văn phòng Bộ Di trú để nộp hồ sơ trực tiếp như trước, mà thay vào đó là nộp hồ sơ bằng phương pháp trực tuyến thông qua IMEI Account. Đặc biệt, visa du lịch Surplus 600 hoàn toàn nộp bằng trực tuyến, các kiểu loại visa còn lại vẫn có thể nộp bằng phương pháp nộp hồ sơ giấy. Tuy nhiên, giấy tờ hồ sơ phải được gửi qua đường bưu điện hay các dịch vụ chuyển phát theo địa chỉ quy định trong đơn visa của Bộ Di trú. Thông tin thay đổi tiếp theo là dành cho việc xin visa chăm sóc giám hộ. Việc ngừng nộp hồ sơ trực tiếp và chuyển sang hình thức trực tuyến mới được Bộ Di trú thông báo gần đây. Phương pháp nộp hồ sơ trực tuyến cho diện visa người chăm sóc Surplus 836 được thực hiện thông qua chương mục Di trú Email Account. Đây là một chương mục để thực hiện những dịch vụ mà Bộ Di trú và Bảo vệ giới cung cấp trực tuyến, cụ thể như sau: nộp hồ sơ xin visa hay quốc tịch, truy cập dịch vụ khai báo sức khỏe, tiếp tục và lưu lại hồ sơ đơn từ của bản thân trên mạng, chuyển hồ sơ giấy thành hồ sơ trên mạng, ứng kèm tài liệu giấy tờ liên quan đến hồ sơ xin visa, cập nhật những thay đổi trong hồ sơ xin visa, sử dụng chức năng truy cập Visa Entitlement Verification Online dành cho các tổ chức và Legion.com. Nếu bạn muốn nộp hồ sơ theo phương pháp này, bạn phải có cái tài khoản IMEI Account. Bạn có thể lên mạng tạo tài khoản, sau đó là có thể điền các thông tin cũng như tải các giấy tờ cần thiết lên đó. Thì mọi thông tin chi tiết thắc mắc về những cách thức thay đổi trong vấn đề nộp hồ sơ xin visa, nếu các bạn còn chưa rõ, các bạn có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Các chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn hoàn toàn miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Quý vị lưu ý, chúng tôi có 2 chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, 1 chi nhánh ngoài thành phố biển Nha Trang và không có chi nhánh nước ngoài Hà Nội. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.